Thử thách dành cho ca sĩ trẻ Trung Hiếu là trong vòng 5 giây phải bó được 3 chậu. 5 giây phải bó được 3 chậu. 5 giây phải bó được 3 chậu. Hả? Rồi bây giờ con cứ coi chú làm nha. Dạ. Rồi, đây. Chú ra thử thách gì dễ dễ thôi nha chú. Cái này cũng dễ thôi, gì đâu khó. Vậy cái này là mình làm lúc này là lúc nào đó chú hả? Lúc, giao hàng à? Lúc giao hàng nè. Dạ. Hả? Vậy siết vô. Đó, dạ. Cột phải giữ đừng gãy những cái cành. Cái vậy á, cái gãy vậy. Vậy rồi em sợ em phá hư cúc của chú quá. Chú thương xong kìa. Vậy á. Thường mà bó vậy là một ngày được bao nhiêu tiền chú? Nếu mà bó để mà giao hàng vậy thì ngày là con sẽ được nhiêu tiền ạ? Ngày chừng 100.000 cái gì? Ngày công đúng không chú? Là con phải bó mấy trăm chậu chú ha. Ê. Đây, cái dạ. cái miếng giấy vậy. Con để vậy, tròn xuống. Dạ. Cái tay phải ôm giống như chú vậy đó giữ. Kỹ rồi thêm một cái dây nữa. Rồi thêm một con sợi dây nữa. Nhưng mà đừng có đè quá nó dập không chú? Nếu mà bóp quá nó dập hết qua là dao rồi. Mình để tự nhiên thôi. Vậy nè. Ta bắn vốn chết luôn. Để tự nhiên vậy mình buộc vậy. Rồi mình gom lại. Đó, túm lại cái phần dưới kia. Đó, cho nó gọn lại. Vậy thôi. Còn mấy cái thừa thì cứ để vậy. Rồi đúng rồi, cái này không thừa. Wow. Nói vậy đó. Chú làm như vậy trong vòng có 15 giây thôi thưa quý vị. Thử thách dành cho ca sĩ trẻ Trung Hiếu là trong vòng 5 giây phải bó được 3 chậu. 5 giây phải bó được 3 chậu. 5 giây phải bó được 3 chậu. Hả? Và bây giờ 6 phút bó 3 chậu cúc mâm xôi dành cho ca sĩ Trung Hiếu xin được bắt đầu. Chọn vô. Dạ dạ chú đừng có chỉ chú để bạn lộn dây làm. Cái nào lộn dây à, lộn dây hả dây. Anh 2 phút đã trôi qua thưa quý vị, đã 2 phút rưỡi trôi qua rồi, 3 phút rồi ạ. 3 phút rưỡi rồi thưa quý vị. Sao em bỏ nó không có bằng lại với chú ta hả? Nói vậy đó, vậy đó. 3 phút 45 giây trôi qua rồi ạ. 4 phút rồi thưa quý vị. 4 phút 15 giây trôi qua ạ. 4 phút rưỡi thưa quý vị. Và 10 giây đếm ngược. 10. Thì em cứ bó đi anh nói gì kệ à. Anh càng nói em càng rối luôn á. Đúng rồi, nói ha. Để giờ chưa được một chậu nào luôn á Hiếu. 2 phút trôi qua nha quý vị nha, bây giờ là 2 phút nè. Em ráng, chú nói chú cho em 6 phút á chứ anh cho em là chừng 3 phút thôi. Thưa quý vị, chúng tôi không có làm áp lực cho khách mời nữa. Đúng chúng rồi, tôi sẽ cổ vũ em. Hiếu ơi, em bó hay quá. Khéo tay, thằng bé khéo tay nha. Đứt dây rồi. Đứt dây rồi, không phải đứt dây. Cho dù anh khen anh không khen em vẫn không làm được Hiếu à. À không được rồi đó. Em ép nó vô giống như chú á, ép nó vô cái người vậy nè thì nó sẽ giữ cái đó. Ủa vậy chứ là siết vô một tí. Nó chạy phần này xuống chút nha. Rồi siết vô. Vậy đi. Dạ, nghĩ dễ nhưng mà không dễ nha anh ơi. Hả? Nghĩ dễ nhưng mà không dễ nha. Khó đó nha. Em biết ông chú làm hơn 20 năm hả chú hả? Tại vì em sợ siết nhiều quá là cũng dập hoa đó. Nhưng mà có bao giờ mà thợ bó vậy mà bị dập không chú? Không. Cố gắng đi. Còn em thì nó được một cái này đó. Được rồi. Cái đèn dưới này chú hay là cái đó được rồi đúng không? Tiếp tục bó tiếp tay đi. Bên đây đi, đây đi. Đây. Đúng rồi. Cái gì bộ gai. Đó bắt đầu thần thục hơn rồi đó. Em ôm nó giống như nhà, em ôm giống như em ôm một nàng thiếu nữ. Đó, thì nè ôm vô, mình ra vô. Nó sẽ dễ hơn. Anh thấy được chưa? Được rồi đó, bên này ok, bên này được rồi nè. Em cột lại. Cột lại thôi, em xịt lên đây cho. Đúng rồi, mình phải hỗ trợ nhau. Thì đó, thì sau khi anh áp lực em quá thì anh cũng thấy sai trái hiểu không? Anh thấy mình có lỗi. Thật ra thì Hiếu là hát hay, chịu khó. Hình như em hát là cái bài nhạc trẻ là nhiều đúng không Hiếu? Dạ đúng rồi. Cho nên là hẹn cho có nhiều bạn trẻ yêu mến và hâm mộ Trung Hiếu. Rồi, cập xuống đúng rồi, ôm cái vô trong nó, tại vì nó giữ đúng rồi. Con thấy là Hiếu bắt đầu bó đẹp hơn chú luôn rồi đó. Ờ, bó chừng năm là được ha. Rồi bao giờ nhỏ nó mới về lại thành phố Hồ Chí Minh. Hết năm mới về. Ê, chú nói là em thua thử thách là em phải ở lại đây. Rồi chú nói bó chừng năm là được à. Cố lên nha, còn một chậu nữa nha. Đó, rồi cột dây vô. Hay quá anh Phúc ơi. Tôi có tính nha. Hay quá anh Phúc ơi. Ôi, là được hai cái rồi hả? À, dạ. Cố lên em. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn 30 giây nữa cho ca sĩ Trung Hiếu thôi. Cố lên, cố lên. Anh đừng có đếm giờ nữa em, áp lực. Đó, cái giấy là xong. Dạ, chúng ta sẽ đến với 20 giây cuối. Đó. Em ôm đi rồi tôi mới phụ em đi giữ em được. Đó. Đó, con phụ xuống điện em lấy cái giấy con. Cho ngang. Hay quá. Chưa? 10. 9. Thôi đừng lại, từ từ để luôn, để luôn. 7 6 5 4 3 2 2 1 hết giờ. Yeah. Xin mời giám khảo Lê Văn Bé nhận xét về thí sinh học trò của mình ca sĩ Trung Hiếu đi ạ. Mới đầu tiên mà Hiếu bó giày là cũng đạt.
đạt là chú. Cái nào, cái đầu, cái hai hay là cái ba cuối cùng? Chú thấy cái ba cái nào đạt nhất? Cái này, cái cuối cùng luôn chú mới đạt đó chứ. Ừ. Vì cái gì cũng vậy, hồi mới dạ mà. Đúng rồi đó, mới từ xuống nha.